chuyện tình trên showbiz. Anh Bùi Thái Phương, 41 tuổi và chị Nguyễn Thị Kim Loan, 30 tuổi từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Cuối năm 2014, họ quen nhau. Khi đó, anh Phương là tài xế showbiz tuyến khu công nghiệp Tân Tạo Bình Tân, Long An. Còn Loan đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Tân Tạo và là mẹ đơn thân nuôi năm nhi mới mấy tháng tuổi, tên ở nhà là Nhỏ Xíu Đinh. Thường ngày, chị Loan đi tuyến buýt của anh Phương để đến chỗ làm và về nhà ở Đức Hòa, Long An. Nhìn cô nàng mặt còn non choạc, người nhỏ tuổi con, anh Phương thử đầu nghĩ Loan chỉ khoảng 15-16 tuổi. Tôi cho xem hình năm nhi và thời hạn mang bầu, nhưng anh quý không tin, Loan nhớ lại. Chiếc xe buýt ngày ngày vợ ông chồng anh Phương thao tác làm việc. Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Lúc đó, tôi còn trẻ nên xem xét bồng bột, anh Phương tự trách mình. Khi Loan kể, đã ly hôn ông chồng, phải một mình nuôi con nhỏ tuổi, anh Phương thấy sao giống mình. Vợ ông chồng anh sống với nhau mấy năm thì xảy ra xích mích nên đường ai nấy đi. Con ở với mẹ nay đã lớn nhân văn, còn anh sống một mình bằng nghề tài xế. Một lần đến nhà Loan chơi, được chơi đùa, quan tâm nhỏ xíu nên, anh Phương thấy cuộc sống thường ngày thật yên bình. Cậu nhỏ xíu rất đẹp trai và đáng yêu. Bé không được ba quan tâm thì tôi sẽ làm theo điều đó, anh Phương nói. Anh Phương cho biết, công ty giao xe cho anh thống trị và có nhiệm vụ với những gia tài trên xe. Khi nhỏ xíu Linh được 15 tháng tuổi, được hai mái ấm gia đình chấp thuận, họ đưa nhau đi đăng ký kết hôn, không tổ chức đám gọi rồi dọn về sống chung nhà. Đến nay, hai vợ ông chồng đã có hơn 3 năm hạnh phúc. Chị Loan muốn sinh cho ông chồng một đứa con, nhưng anh Phương gạt đi. Anh cho biết, anh xem nhỏ xíu Linh như con mình nên không muốn có thêm con. Để tiện cho quá trình và bớt chi phí thuê nhà, vợ ông chồng Thị Loan dọn một ít đồ đến xe ở hơn 7 tháng qua. Giờ Linh đã hơn 4 tuổi rồi. Bé rất yêu và quấn tôi. Tôi thì xem nhỏ xíu như con ruột của mình. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Tôi thấy như vậy là đủ rồi. Giờ chỉ mong hai vợ ông chồng có sức khỏe, thao tác làm việc lo cho con, anh Phương nói. Bà mẹ anh cũng tương đối quý Ninh, gọi nhỏ xíu là cháu nội. Hiện ông bà đang quan tâm con cho vợ ông chồng chị Loan yên tâm đi làm. Ban ngày là xe, đêm xuống là nhà. Chị Loan cho biết, quá trình làm tiếp viên xe buýt vất vả vì một ngày dài phải dịch rời trên đường nhưng cho chị thu nhập. Khi về sống chung, chị Loan nghỉ làm ở công ty may, đi học nghiệp vụ tiếp viên xe buýt rồi qua công ty ông chồng làm. Lúc đầu hai vợ ông chồng không được làm chung tuyến. Năm 2018, anh xin được về xe số 19, tuyến khu vô chơi công viên 23/9 quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thủ Đức. Chị Loan cũng xin được vào làm tiếp viên cho tuyến xe này. May mắn, hai vợ ông chồng được công ty sắp xếp làm cùng một xe. Công việc của anh chị thường bước đầu vào 4 giờ 30 sáng và xong xuôi khá muộn. Từ chỗ làm về nhà rồi quay lại khá mất thời hạn, vì thế, được ban thống trị trạm đồng ý, vợ ông chồng anh ăn ngủ trên 9 chiếc xe ngày ngày thao tác làm việc hơn 7 tháng qua. Việc tắm rửa, giặt giũ anh chị dùng nước, nhà dọn dẹp và sắp xếp ở hai nhà trạm xe. Xung nồi, bếp nấu, gia vị, họ để ở trạm xe ở quận Thủ Đức. Tranh thủ lúc đổi chuyến, anh bật bếp nấu đồ ăn, chị lấy gạo cho nấu cơm. Được em vợ gửi đồ ăn ở quê lên, anh chị chế biến đãi đồng nghiệp một bữa. Bé Linh đang ở với phụ huynh anh Phương, vào ngày cuối tuần mới đến sống cùng ba mẹ. Hai vợ ông chồng ăn uống đơn giản lắm. Khi nào có thời hạn thì mình nấu món ngon, còn không tồn tại thì thịt luộc, rau luộc cũng xong xuôi một bữa. Quan trọng là vợ ông chồng được ăn cơm cùng nhau, anh Phương nói. Còn chị Loan cho biết, hai vợ ông chồng chọn ở trên xe luôn luôn là để tận dụng được thời hạn đi lại và tiết kiệm ngân sách và chi phí được phần chi phí thuê nhà. Hằng ngày, anh Phương phụ trách việc nấu ăn, chị Loan làm những việc giặt giũ, lau dọn xe. Bé Ninh anh chị gửi cho phụ huynh anh Phương chăm giúp, để nhỏ xíu tiện đi học. Đến chiều thứ bảy, anh chị đón con đến sống cùng. Chiều chủ nhật, cậu nhỏ xíu về với ông bà nội để đi học. Còn anh chị thường xuyên quá trình đưa đón khách từ nơi này đến nơi khác. Ngày 1 tháng 10 là thứ ba, anh chị tạm nghỉ một hôm để đi khám sức khỏe.
được những em vợ gửi ớt đồng, chuột đồng, nêu ở quê lên, 7 giờ tối, anh chị tận dụng hiên nhà của trạm xe buýt chế biến những món ăn đãi đồng nghiệp một bữa. Trong lúc anh Phương sơ chế, ướp đồ ăn trước lúc nấu, chị Loan đi vo gạo, rửa rau rồi tranh thủ tắm trước. Xong, chị ra xe quét dọn, lau chùi, thu dọn bớt ghế trên xe làm chỗ nghỉ ngơi khi ăn xong xuôi. Chị Loan cho biết, cuộc sống thường ngày trên xe buýt của hai vợ ông chồng thử đầu khá bất tiện, nhưng giờ đã quen. Điều vợ ông chồng chị tìm hiểu hiện thời là có sức khỏe để cùng lo cho nhỏ xíu Linh ăn.